Bữa nay ra ăn tương. Đang ăn tương. Dạ. Bữa nay gặp nè. Dạ, đang ăn tương. Rồi rồi, ngoại làm đồ ăn chưa? Ngoại làm đồ ăn chưa? Ngoại làm đồ ăn chưa? Này, ở đâu miếng canh cải kìa. Vậy là ngoại ăn chỉ có như đây thôi hả? Xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình với bạn Trường sẽ có chuyến đi qua, hiện tại bên đây là ấp Mỹ Quế, xã Hậu Mỹ Phú, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, để thăm trở lại hoàn cảnh bà Lê Thị Kim, 86 tuổi mà sống neo đơn có một mình. Cách đây khoảng một tuần mình có ghé tìm hiểu về hoàn cảnh nhà bà, thì hiện tại bây giờ bà không còn người thân nào hết, không có ai để mà quan tâm chăm sóc bà cả, rất là tội nghiệp luôn. Lần trước mình có ghé thì cũng chỉ cho bà cái số tiền rất là ít, chỉ khoảng 1 triệu thôi, và có mua cho bà những cái vật dụng thiết yếu thôi. Nhưng mà mình rất là đắn đo suy nghĩ là có nên giúp đỡ cho bà hay không. Khi mà mình đăng cái video lên á, thì có rất là nhiều nhà hảo tâm nè muốn là giúp đỡ cho bà, muốn gửi tiền cho bà, và mình phải suy nghĩ rất là nhiều. Được biết là bà cũng có giấy tờ tự thân, nên chính vì vậy thì mình cũng quyết định là mình sẽ nhận quyên góp cho bà một ít, để mình sẽ làm cái quyên sổ tiết kiệm để cho bà dưỡng già, hoặc là bà làm vào cái gì đó thì sau này là tùy bà. Vào đây đi. Ngoại ơi, ngoại ơi, ngoại, ngoại nhớ con không? Ngoại nhớ không? Hả? Ngoại nhớ con không? Nhớ. Con là cái người hôm bữa nè. Bữa con đi với vợ con á. Bữa nay con đi với bạn con. Chuẩn bị nấu cơm hả ngoại? Đi với ai hả? Bạn con đó, bạn con nè, nè bạn đi con với nè. Vợ mà hả? Bạn con. Bạn hả? Dạ, vợ con nè, không có đi. Trời ơi. Ngoại mừng không? Bữa nay con có đem thuốc xuống cho ngoại nữa kìa. Thuốc nhức khớp đó, nhức khớp cho ngoại uống. Nay đi thật tàu hả? Dạ. Bà ngoại vô cơm kỹ lắm nha, bà ngoại vô tới mấy nước lần. Đi rồi, nãy giờ mấy nước rồi ngoại? Bữa nay ra ăn tương. Đang ăn tương. Bữa nay gặp nè. Dạ, đang ăn tương. Rồi rồi, ngoại làm đồ ăn chưa? Ngoại làm đồ ăn chưa? Ngoại làm đồ ăn chưa? Đây. Ở đâu miếng canh cải kìa. Vậy là ngoại ăn chỉ có như đây thôi hả? Trời ơi, đạm bạc không? Nay ăn tương tôi. Có một miếng rau cải hả? Tự như là về cũng khỏe hả? Dạ khỏe ngoại. Đi về có mợ gì không? Dạ có. Có hả? Dạ. Ngoại do xong rồi ra trước với con ha. Dạ. Nấu nhiều đó ăn đó. Dạ dạ. Thì vậy con ngồi bữa chiều. Dạ. Con ra ngoài trước nha. Mấy đứa gài tao ăn nước tương đó. Trời, ngoài ăn nước tương hả? Hôm nay ngoài có uống sữa không mua không? Ăn quá. Thôi ngoài vô nãy giờ chưa rồi nữa đó. Ngoài vô kỹ lắm. Vô đâu cả chục nước à. Rồi xong đem vô. Còn nhớ tôi hay không? Dạ, con sợ ngoại quên con chứ. Nay con đi với thằng bạn con nè. Nay bỏ thằng bạn mày rồi hả? Dạ, bỏ vợ con nhà, nay con đi với bạn. Đây ngoài. Có nhiêu nước gì vừa không? Dạ. Dạ, nước gì có được. Vừa không? Vừa. Nay nó mừng không ngoại? Nay ngoại gặp con, ngoại mừng không? Nay nay đi thăm tao quá à. Dạ. Có cái công tắc nè. Sao? Trường thấy đôi dép của ngoại chưa? Nè,
để rồi đi ra ngoài chơi, lấy cho coi có đôi dép của ngoại à, đôi dép vào ngoài à, trả tiền cỡ nào cỡ không bao giờ bán đôi dép này nha, đôi dép quý lắm á. Mày hôm nay có ai ghé mày không? Ghé ai ghé mày nhiều không? Có ai ghé thăm mày thì nhiều không? Hôm nay á. Hôm nay có ai ghé thăm mày không? Hả? Hôm nay có ai ghé thăm mày không? Không ai thăm hết chứ. Để con lấy thuốc cho mày nè. Có mày thăm tao. Mày đi với chú này đã hả? Nè, cái này thuốc nhức khớp nè của con nè, để cho ngoại nha uống nha. Ngày ngoại uống một viên thôi. Nha. Này đây dạ. Uống mấy viên? Một viên. Một viên hả? Một ngày một viên thôi. Ờ dạ. Còn ở dưới? Dạ, cũng vậy luôn. Một thứ một á. Cũng vậy đó hả? Vậy đó, dạ. Có nghĩa là một ngày ngoài lấy một viên, sang ngoài ăn cơm rồi ngoài uống. Ờ, ăn cơm rồi uống một viên dạ, hả? Dạ, đúng rồi, dạ. Mừng. Hôm nay ngoại có xài quạt không? Có xài quạt không con mua không? Ngoại hôm nay mấy là gài cũng mua đồ ăn đó. Dạ. Ủa ngoại, ngoại có giấy chứng minh không? Ngoại ngoại có giấy... thấy đường mày ơi. Ngoại có giấy chứng minh không? Biết mà lại thêm không thấy đường nữa. Ngoại có giấy chứng minh không? Giấy mình hả? Dạ. Bên ông nội bên ông lấy cái này chưa có trả. Ai lấy không ngoại? Bên xã là mượn đi về làm gì đó không biết. Mượn tới nay chưa trả. Mượn hồi nào ngoại? Bây giờ số gia đình rồi gì cũng lấy bên hết trơn. Giờ tao chỗ lỗi không có số gia đình với anh cước cũng không có luôn. Không có mượn gì ha, đi thăm tao. Xuống đây con tính cho tiền ngoại nè, nhưng mà ngoại không có chứ, con tính làm cho sổ tiết kiệm cho ngoại á. Nhưng mà ngoại không có giấy chứng minh rồi sao được. Để mượn người ta qua bệnh lấy giùm coi có không. Gần đây không ngoại? Sợ bỏ mất chứ. Lâu chưa, người ta lấy lâu chưa ngoại? Trời ơi, nay mấy năm rồi chứ lâu gì, mau gì. Trong túi ngoại bây giờ không còn giấy tờ nào khác hả? Trong túi ngoại còn cái giấy nào khác? Mà không có đưa, không biết lấy làm gì, biết người rồi. Kỳ vậy ta? Nay đi bỏ bạn mày nha. Dạ. Cổ này cũng xuống cho tiền ngoại này, nhưng mà làm sổ tiết kiệm cho ngoại phải có giấy chứng minh mới được. Tiền đợt trước cho ngoại còn không? Có vợ chụp cái khác á. Có chứ. Cái này uống mơ viên triệu viên nha. Dạ, một lần một viên ngoại. Mua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 giấy. 7, 8, 9, 10. Bà ngoại lớn tuổi rồi, hôm nay mà hay là trước mình gửi cho bà ngoại 1 triệu nhưng mà ngoại cũng không có xài nữa. Tới giờ còn giữ với lại đồ ăn mà kia cũng người ta cho hết trơn rồi. Với lại thì sẵn đây mình nói luôn thì mình không thể là gửi tiền cho ngoại, thì gửi cho ngoại rất là nguy hiểm, với lại gần đây là nói chung thì không có ai để mà tin tưởng hết đó. Chính vì vậy thì thỉnh thoảng thì con ghé đây con mua đồ ăn cho ngoại ha. Chứ con không thể, con không dám để mà gửi tiền cho ngoại. Một năm tháng năm mà qua nữa hả? Mà đổ bánh xèo hay gì cũng không qua. Dạ, xin tính xuống đây xin tính cho tiền ngoại nè. Nhưng mà vậy không được rồi. Dạ. Được, có hồi nãy giờ quên bắt quạt ngoại. Có. Dạ. Để con bắt quạt lên. Đó, đã không? To ngoại có bắt không? Bằng đêm được bắt lát. Thấy ngoại không? Ngoại ở rất là gọn gàng. Mùng mền và ship rất là ngăn nắp. Cái này đâu có quạt. Dạ. Ngứa lưng vậy. Cái chai dầu hôm bữa anh cho. Không ai gãy lưng. Nè hôm bữa anh cho ngoại, ngoại có xài không? Cái này tha giò cắn á. Dạ, tha. Còn thuốc với tha tay đồ nữa. Đúng rồi. Thuốc một ngày uống một viên nha ngoại. Một viên một thôi.
Ăn no uống ha. Cái này uống 10 viên, triệu viên, phải không? Thôi, một viên thôi, 1.000 viên một thôi, uống 2 viên mạnh lắm. Một ngày uống có viên hả? Đau nhiều mới uống 2 viên, còn đau ít thì uống 1 viên thôi. Mày nhớ không? Dạ, với lại ngoài đâu có còn người thân nào, con đâu có thể mà tin tưởng để con đưa chai được. Dạ. Nè, tiền hôm bữa còn giữ nữa không? Còn không? Còn để dành ăn bánh đi. Dạ. Để dành cá mắm rồi ha. Ừ. Với lại cuộc sống của ngoại bây giờ, ngoại đâu có cần tiền nhiều, ngoại không có xài. Hồi nãy là cái bữa ăn của ngoại, ngoại ăn chay là để giờ con lấy cái gỗ gạo. Đây là cái bữa ăn của ngoại phải không? Đây ngoại ăn chay nè. Ăn thương đó. Dạ, rồi cái này là có nhiều đó hả? Có ai cho ngoại à? Ừ. Người ta cho hay là ngoại mua? Cho đây nè. Đồ ăn là cũng có. Cho đó. Cô bác người ta cho mua mà. Ai đi chợ đâu mua cô ta cho cũng, đó ai cũng không có mua gì hết, cũng không có xài tiền nhiều nữa, nên là mình nói để cho các nhà ăn bữa nay nữa rồi qua nay rồi dạ. Ăn qua nay nên là nói để cho các nhà hảo tâm hiểu là bà ngoại bây giờ là không có cần tiền, nếu như mà gửi tiền cho ngoại là rất là nguy hiểm đó. Ngoại sống có một mình không, ngoại không thể đi đâu xa vòng vòng chung quanh nhà này được đó. Bữa này lát rồi tao đi nấu. Dạ, bữa ăn có ngoại là chỉ có gì đó nấu củi. Dạ, hai con ghé thăm ngoại tí xíu gì đó ha, với gửi thuốc cho ngoại vậy. Hai con về ha. Dạ, mới mốt thì con có hướng đi ngang cái hướng này thì con ghé ăn thăm ngoại. Khi nào hết tiền thì con gửi cho ngoại nữa. Tiền hôm bữa là còn ha. Dạ, để con về con nói lại với nhà hậu tâm. Dạ. Nó nói từ quên nó cái chừng nào tao thấy quên mày đều không thấy đường chút chứ. Dạ. Nói tiếng rồi tiếp. Dạ. Thôi vậy hai con về không ngoại? Dạ. Thôi ngoại ở lại khỏe nha. Rảnh thì hai con có đi ngang thì ghé vô thăm ngoại. Dạ. Thôi vô ngoại nấu cơm, ngoại làm đồ ăn đi ha. Đó nấu cơm đó. Rồi rau đó mình luộc lên. Nấu cơm. Rau luộc lên hay sao? Nấu cơm rồi cái mò mò đi nấu canh. Dạ. Hồi nãy giờ phải nấu cơm xong rồi còn cá nó chết rồi mần. Tao gửi người ta mua cá. Dạ. Cá chết mần muối kìa. Thôi mai ăn. Dạ. Thôi con về hả ngoại? Thôi vậy về. Mạnh giỏi nha. Dạ. Mùng 5 tháng 5 qua nha. Có bánh xèo không? Có bánh xèo không mà rủ con qua? Có đổ bánh xèo không? Mùng 5 đó. Có đổ bánh xèo. Mùng 5 qua chơi. Qua chơi ha. Dạ. Dạ dạ. Thôi về mạnh giỏi nha chú. Dạ. Các bạn cũng về. Ngoài ở một mình mà sạch sẽ gọn gàng lắm. Đây nè, đây cây gậy nè, ngoại cũng ít có xài. Ngoại có xài không ngoại? Cái đó à, cây đi đó. Dạ. Thì cũng có người muốn gỡ gậy cho ngoại thì mình cũng nói rồi, cái gậy ngoại. Người ta mua người ta cho đó. Dạ. Chứ tao có mua đâu. Nhà ngoại không có gì hết trơn. Cái gì tao không có mua. Người ta cho không à? Dạ. Hôm nay ngoại có uống sữa không? Ngoại có uống sữa không? Hôm nay ngoại có uống sữa không? Sữa có. Ngon không ngoại? Ừ. Dạ, còn không? Sữa còn không? Sữa còn không? Sao? Sữa còn không? Hết rồi. Hết rồi. Hết nè. Rồi sữa hết rồi. Giờ chờ mua sữa hết rồi. Thôi nếu như mà sữa hết rồi thì con ra chợ con mua sữa cho ngoại ha. Trời ơi, thôi đi con ơi. Dạ. Thôi đây con về đi. Thôi để con chạy con mua sữa. Mua Dạ. Mua sữa cho ngoại đi, để dành cho ngoại uống. Dạ, con không cho tiền, không gửi tiền cho ngoại được, nhưng mà có thể mua sữa để dành cho ngoại uống được. Dạ. Thôi chị, con tranh thủ con đi nha ngoại. Dạ. Dạ, con đi chút xíu con ghé. Đáng lẽ mình vào đây để làm cho ngoại một cái sổ tiết kiệm để ngoại có thể xài hay là dùng hay là có để dành gì đó. Nhưng mà giấy tờ tùy thân thì ngoại không có rồi. Chính vì vậy mình sẽ không gửi tiền cho ngoại mà mình sẽ đi mua sữa. Và thỉnh thoảng thì lâu lâu mình ghé đây mình thăm ngoại thôi. Cô bán con cái sữa anh xua hôm bữa con mua á. Hôm bữa nhiêu cô? 330. 330 hả? Thôi lấy con 3 lon đi. Đây, tâm gồm nè, nói nè. Cái này đi vô đây kia nhại. Cho sữa cho bà ngoại ở dưới. Ngoại à.
Dạ. Trời ơi, tao hơn ngưỡng mộ mình trên mạng lắm rồi. Dạ, mua sim sữa à. Ngoại khoai củi hả? Ờ. Dạ, con mua sữa cho ngoại nè. Mua à? Dạ. Thôi vô ngoại, vô, con mua sữa cho ngoại nè. Mua cho ngoại 3 lon sữa để dành cho ngoại uống ha. Nếu thôi đừng mua. Thôi kệ. Nếu đừng mua à. Để cho ngoại uống. Dạ, 3 lon sữa giống đợt trước nè. Đó. Con để đây ha. Ừ. Dạ. Trời, vậy à. Mua chị vậy à? Dạ, cũng của mấy chị gửi cho con mua. Dạ thôi, hai con về không ngoại? Hai con về ha. Ừ, thôi về đi. Dạ. Về rồi có đi đâu ghé thăm ha. Dạ, có đi đâu ghé thăm ngoại. Thôi ngoại làm đồ ăn, ngoại ăn cơm đi ha. Dạ, thôi hai con đi. Dạ, thưa ngoại con đi ha. Ừ. Dạ, gạo, gạo bữa cho ngoại còn nè. Thực chất là ngoại ăn không có nhiều chứ, mình đã cho một nhiều. Gạo ngoại ăn là quanh năm suốt tháng, không hết. Con về không ngoại? Ừ. Dạ. Thưa ngoại con về. Thưa ngoại con về. Thì do cái lần trước mình đăng cái clip lên thì cũng có một vài anh chị cô chú muốn gửi cho ngoại tiền nhưng mà mình không có dám nhận. Nhưng mà mình sẽ đi nghĩ lại thì mình tính là làm cho ngoại một cái quyển sổ tiết kiệm để mà ngoại có một khoản nhỏ để mà ngoại dằn túi. Nó nhưng mà ra đây thì ngoại cũng không có giấy tờ, nó ngoại không có giữ cái giấy tờ gì cả, cũng không có giấy chứng minh gì cả. Mình không biết sao, với lại cái tình hình cuộc sống của ngoại hiện nay bây giờ là ngoại không có mua đồ ăn. Là cũng của cô bác người ta cho không. Đến nỗi mà cái gỗ gạo hồi nãy là của người ta cho ngoại đó, ngoại ăn tương. Và gạo thì người ta cho ngoại ăn quanh năm suốt tháng luôn, ngoại không có tốn gì cả. Thì hồi nãy mình có ra chợ mua 3 lon sữa Ensure để cho ngoại uống. Thì cái đó là trích từ cái số tiền của chị Yên Hà ở bên Mỹ để gửi cho ngoại. Thì mình xin cảm ơn chị rất là nhiều. Thì cái hoàn cảnh của ngoại là như vậy. Và nếu như mà có ai muốn giúp đỡ thì nên là đến đây cho đồ ăn, thăm hỏi ngoại. Như vậy ngoại rất là vui rồi, không nên cho tiền ngoại. Và mình cũng nên kết thúc cái video tại đây. Xin hẹn cả nhà ở các video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.